Cũng trong sáng nay ngày 18 tháng 3, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Du lịch đã phối hợp các ngành liên quan, các địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn, với thông điệp Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa, chào đón khách du lịch. Phương án tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, đảm bảo chất lượng dịch vụ, chuẩn bị sản phẩm mới, đảm bảo an ninh an toàn phục vụ khách và kế hoạch truyền thông xúc tiến thị trường. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc quy trình đón, phục vụ khách, quy trình xử lý sự cố y tế khi có trường hợp khách mắc COVID-19.